Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại trụ sở tỉnh ủy, Ban tuyên giáo tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Các đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Phùng Xuân Nhạ, Phó trưởng Ban tuyên giáo Trung ương, dự và chỉ đạo hội nghị. Năm 2021, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, ngành tuyên giáo toàn tỉnh đã bám sát tình hình thực tiễn, chủ động tham mưu, giúp cấp ủy, các cấp, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ có hiệu quả các mặt công tác, góp phần quan trọng vào việc tạo sự đồng thuận xã hội, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của tỉnh. Trong đó, chú trọng nhiệm vụ tham mưu tổ chức quán triệt, học tập, tuyên truyền, thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa 19, thông tin, tuyên truyền các sự kiện ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn của tỉnh, của đất nước, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Phát biểu tại hội nghị, Phó trưởng Ban tuyên giáo Trung ương Phùng Xuân Nhạ đề nghị công tác tuyên giáo thời gian tới cần tiếp tục khơi dậy truyền thống văn hóa, lịch sử, cách mạng của mảnh đất, con người Hưng Yên. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa nêu bật 9 điểm nhấn, cũng như 7 hạn chế của ngành tuyên giáo toàn tỉnh trong năm 2021. Phân tích đánh giá đặc điểm tình hình thời gian tới, đồng chí Bí thư tỉnh ủy yêu cầu ngành tuyên giáo cần tập trung vào 10 nhiệm vụ trọng tâm. Thứ nhất, chủ trì phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan liên quan chỉ đạo hướng dẫn triển khai công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ đảng viên và nhân dân về công tác phòng chống dịch COVID-19. Kiên quyết là chúng ta không để xảy ra là gây tâm lý hoang mang, lo lắng trong nhân dân, nhưng mà cũng không tạo ra một tâm lý lơ là chủ quan trong công tác phòng chống dịch. Dù sao phòng chống dịch vẫn là mặt trận hàng đầu, là nhiệm vụ trung tâm của năm 2022 của Đảng bộ tỉnh Hưng Yên, cùng với các cái nhiệm vụ về xây dựng Đảng và phát triển kinh tế xã hội. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến chủ trương chính sách của tỉnh, tạo sự ủng hộ đồng thuận trong nhân dân về việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là triển khai các dự án đầu tư lớn trên địa bàn của tỉnh của chúng ta. Năm nay và những năm tiếp theo thì có thể nói là Hưng Yên của chúng ta sẽ sớm trở thành đại công trường của các dự án công nghiệp quy mô lớn, với sự khởi công của hàng loạt các khu công nghiệp, các dự án đầu tư lớn, vấn đề về quản lý đất đai hay là bảo vệ môi trường, xây dựng thế trận an ninh nhân dân, thế trận quốc phòng toàn dân. Đấy, thì cũng là những vấn đề mà công tác tuyên giáo của chúng ta cần phải lưu ý trong công tác tuyên truyền. Chỉ đạo định hướng các cơ quan báo chí truyền thông về nội dung tuyên truyền, rồi định hướng dư luận xã hội để góp phần thực hiện các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và của tỉnh, báo chí truyền thông. Đây là mặt trận rất quan trọng. Tôi nghĩ là từ nay trở đi sẽ có nhiều thay đổi về tư duy, về ứng xử của lãnh đạo tỉnh đối với mặt trận truyền thông. Mặt trận truyền thông phải đồng hành với các cấp ủy và chính quyền địa phương trong việc tuyên truyền, đấy, trong việc tổ chức triển khai các đường lối chủ trương, chính sách, các quy định của tỉnh, không thể để truyền thông đứng bên ngoài. Báo chí truyền thông của tỉnh cần phải phát huy tính phản biện và đồng thời cũng phải có tính xây dựng cao. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy cũng yêu cầu cần tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, công tác thông tin đối ngoại, đổi mới công tác đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị, phát triển kiện toàn đội ngũ làm công tác tuyên giáo. Nhân dịp này, Ban tuyên giáo tỉnh ủy tặng giấy khen cho 9 tập thể và 21 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên giáo năm 2021.